Năm ơi, là phải tới đầu giờ mà MC ngoài hoài không thấy ai lên, mà bên tôi bây giờ là 1:28 sáng rồi, thì tôi xin đóng góp sớm, tôi nghỉ sớm, tôi đã nhường lại chú Yên vào sau này ở Việt Nam ban ngày, còn bên tôi là Đông Bắc Hoa Kỳ ban đêm. Bây giờ là 1:28, tức là 1:30 sáng là phải Yên làm vào, đêm nào thức cũng tới 3 giờ sáng hết trơn á. Đây là trong cái quyển tư Giác Mê Tâm Kệ, ngày thiên thời dân lệnh Phật xuống trần, và thừa dương sắc lệnh Thế Tôn khắp hạ giới truyền khai đạo pháp, là viết ra bốn cuốn giảng đầu tiên, rồi cũng nhất tới cuốn tư đó. Thì trong cuốn tư này là cũng Giác Mê Tâm Kệ, thì cái kệ nói là mình cái thiện nam tín nữ khi gặp giảng kinh đó, thì cần cứ làm ngơ. Thiện nam tín nữ thì không có làm ngơ, nhưng mà cái người đời họ làm ngơ, cho nên họ không học hỏi theo đó để mà tu tập. Còn như chúng ta đây đó, thì chúng ta coi nó như là ngọc như ngà, nó rất là quý báu. Đây là thầy trách trách những người mà vô duyên khó biết lời thầy nói xa, trong này là nó quý như vàng như ngọc vậy mà không học hỏi mà làm ngơ đi, thì làm sao học hỏi được những cái hay cái đẹp ở trong đó. Cho nên ngài mới nói là gặp giảng kinh cần cứ làm ngơ, trồng bông kiển giống chi hưởng nấy. Đây là nói về cái luật nhân quả, mà trồng dưa thì được dưa, trồng đậu được đậu, trồng khoai trồng bắp thì được khoai bắp, là nhân nào thì quả nấy. Nếu mà gặp giảng kinh mà mình tu thì mình được hưởng cái phước báo, đó là như trồng bông kiển giống như hướng nấy. Còn nếu mình gặp giảng kinh này mà mình không có tu luyện gì hết thì mình không có được hưởng cái phước báo về sau này, mà nhất là cái thời kỳ này là hạ quân mà pháp đời tận thế nữa đó. Phước thì mỏng mà tội thì dày, mà nếu mà không tu luyện, không trao tâm sửa tánh thì làm sao mà có nhiều phước đức để qua được những cái tai nạn mà nó sắp xảy ra, kinh thiên động địa làm rung chuyển cái trời đất đó. Do đó mà ngài mới trách là những người đời tại sao mà gặp giảng kinh mà cứ làm ngơ đi, mà không trồng bông kiển để giống chi hướng nấy. Bởi vì gặp giảng kinh mà mình tu luyện thì mới mới được hưởng cái phước báo rất là lớn lao về sau này đó. Rồi bây giờ ngài cho biết cái tâm là làm chủ của vạn pháp, là nhất thiết pháp duy tâm tạo, muôn pháp đều do tâm mà ra. Cũng như cái nhà mà cắt lên thì cũng do một cái người thợ mộc, người thợ hồ mà xây dựng cái nhà đó, do cái sự suy nghĩ, cái tâm ý của người đó mà làm nên. Cho nên gọi là địa ngục cũng tại tâm lần quấy, khi mà mình là tạo cái ác nghiệp, nhưng là mình sát sanh đạo tặc tà dâm, nó tạo những cái nghiệp ác ghê gớm như vậy đó, thì sau khi chết rồi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, do cái mình làm ra. Về thiên đàng cũng tâm ấy tạo ra. Còn mình mà nếu bây giờ không sát sanh, không đạo tặc, không tà dâm, mà mình lại bố thí, trì giới nhẫn nhục, làm những việc phước thiện đó, thì nghĩa là sau khi mình chết rồi, trong khi mình sống thì mình làm cái việc phước đức đây, mình hưởng an nhàn vui vẻ, không khổ sở, không tù tội. Mà sau khi mình chết nhờ cái chuyện làm phá phước đức của mình đó, gọi là mình trồng hạt giống thiện, thì cái quả báo được sinh về cõi thiên, cõi người, cõi thần, hoặc là sinh về cõi Phật, là do cái sự tu luyện của mình mà ra đó. Cho nên là vạn sự do tâm, cái tâm mình làm việc thiện, gieo hạt giống thiện thì mình được hưởng cái phước báo. Còn cái tâm mình làm việc ác, gieo cái giống ác thì mình gánh lấy cái hậu quả của nó. Như vậy mình phải biết là cái tâm mình là làm chủ, mà cái chuyện mà tội phước đó là do mình mà làm ra, cái sự hưởng phước báo trên thế gian này đó cũng do mình đó. Mà mình không có biết, như bây giờ mình sinh ra bây giờ tự nhiên có tai nạn nó tới, hoặc là tự nhiên mình trúng số nó, mình đâu có biết rằng cái đó là do cái nhân mình đã gieo trong đời trước, thời gian trước, cho nên bây giờ mới bị tai nạn. Còn cái nhân tốt mình gieo trước đó, bây giờ mình mới trúng số mà được sống dai, mà được phước, hưởng phước đức, được làm quan. Nó thì tất cả mọi cái đó là do mình làm, chứ không phải do ông trời Phật gì làm vậy mình. Trời Phật thì điều khiển cái cán cân công bằng, hai cái người nào làm phải thì đưa cái cuộc đời người đó, vận chuyển cái linh hồn người đó đi vào cái chỗ tốt. Còn cái người nào mà tạo cái chuyện ác thì cái luật trời là vận chuyển, mà trừng trị cái linh hồn đó đi vào báo đó. Mà sở dĩ cái quả báo tốt hay xấu là do chính mình làm ra. Mình làm tốt rồi thì không bao giờ mình bị cái quả báo khởi xấu, mà mình làm xấu rồi thì không bao giờ hưởng được cái phước báo tốt.
ăn chanh muốn ngọt ngào thì không được, làm ác mong có phước thật khó thay. Mộc cùng với mộc là hai, trồng chi hưởng nấy, xưa nay không lầm. Cho nên mới nói câu gọi là chủng qua đắc qua, chủng đậu đắc đậu. Trồng dưa thì được dưa, mà trồng đậu được đậu, hay là trồng bông kiển giống chi hưởng nấy, hạt giống nào gieo thì nó ra cái quả đấy. Cam quýt xoài mận ổi, gieo hạt giống nào thì nó ra cái quả đấy, không bao giờ nó ra sai sai chạy. Cho nên nó là dạng sự từ tâm mà ra, phải thấy rõ chỗ đó. Mình cái con người nhiều khi tin vào cái số mạng, nhưng mà cái số mạng mình ai làm? Chính mình đã làm, mình đã làm trong quá khứ, cho nên bây giờ mình mới có cái số tốt, số xấu, chứ đâu phải là ông trời ông làm gì cho mình. Nếu trời làm thì làm cho mình tốt hết trơn, chứ đâu có bao giờ làm cho mình xấu. Mà tại sao mình có lúc tốt lúc xấu? Đó, như bây giờ sinh ra thế gian mà có đứa bé thì mù, có đứa bé sáng mắt, đứa bé là nói chuyện lưu loát, đứa bé là câm ngọng điếc, đứa bé sinh ra con giàu có, có bé sinh ra con nhà nghèo tật nguyền đi ăn xin. Thì nói về trời Phật công bằng, mà tại sao những đứa bé mới sinh ra mà lại khác biệt? Nó sinh ra mà bị mù suốt cả cuộc đời của nó, đau khổ biết bao nhiêu nói. Nó sinh ra bị què, bị lỡ lói, bị cùi đài, thì suốt cuộc đời nó cũng khổ. Trời Phật nào làm cái chuyện đó? Nó sợ dĩ mình bị què, bị mù, bị cùi đuôi ngọng điếc, đó là bởi vì mình tạo cái ác nghiệp trong cái đời trước. Cho nên đời này mình tái sinh lại là mình gánh lấy cái hậu quả đó là do mình làm ra, chứ không phải trời Phật mà bắt mình phải sinh ra như vậy, đày đọa mình như vậy, mà chính mình đày đọa cho mình, chứ không phải là trời Phật đày đọa. Trời Phật vận hành cái cán cân công bằng để do mình làm phải thì đi vào con đường phải, mà mình làm quấy thì mình tự mình phải đi vào con đường quấy, cũng như kêu là nghiệp cảm đó. Nốt năm chân chân với sắt nốt quyết liệt. Cái người mà thích cờ bạc thì đi ngang qua cái chỗ cờ bạc tự nhiên nó hút vô. Người thích tu hành đi ngang chùa tự nhiên nó hút vô. Người ham ăn chơi rượu chè hút sức đi đếm, đi ngang cái chỗ ăn chơi rượu chè đi đếm nó hút vô. Cái đó gọi là nghiệp cảm. Thì mình phải hiểu rõ bốn cái câu này: địa ngục cũng tài tâm làm quấy, về thiên đàng tâm ấy tạo ra. Như vậy dạng sự chính từ tâm của mình là tạo ra chứ không ai tạo, phải hiểu rõ cái đó. Cái chữ tâm mà quỷ hay ma, tiên hay thì bây giờ kết luận cái tâm, cũng từ một cái tâm mà cái tâm làm xấu, làm hung ác thì đó là cái tâm quỷ ma. Còn cái tâm làm hiền lương đức hạnh bố thí giúp đời mà tương trợ tương thân tương ái thương người mến vật, đó là cái tâm tiên Phật. Do đó mà cái chữ tâm này là nó có hai cái: tâm ác và cái tâm thiện. Thì cái tâm nó cũng do mình mà tạo ra chứ ai tạo. Nó trên thế gian mà thấy có nhiều người làm quá ác, có người hết sức là hung ác, có người kia thì hết sức là hiền lương đức hạnh, thì cũng do chính cái tâm của người ta tạo ra. Mà khi mình tạo ác thì mình gánh lấy cái quả báo ác, mà tạo thiện thì gánh lấy mình được hưởng phước báo của cái thiện. Cho nên mới gọi là cái chữ tâm mà quỷ ma tiên hay Phật cũng là tại nó. Rồi bây giờ chuyển qua cái ý khác là tu với tỉnh biết làm chẳng khó. Bây giờ mình muốn tu rồi thì việc kinh kệ dạy cho mình cái phương pháp hành đạo để mình tu đó, thì học hỏi theo đó, tìm hiểu nghĩa làm theo đắc đạo. Cho nên gọi là tu với tỉnh biết làm chẳng khó. Nếu lặng tâm tỏ ngộ đạo màu đó, tại sao mà lặng tâm tỏ ngộ đạo màu? Bởi vì như là dạng sự từ cái tâm mà ra, cho nên cái tâm mình nó động thì cũng như nước mà nó nổ sóng vậy đó, thì muôn cảnh nó không có hiện ra trên cái mặt nước. Còn nếu cái mặt nước là dí cái tâm mình nó như cái mặt nước, mà mặt nước nó phẳng lặng, tức là định tâm được đó, thì muôn cảnh hiện ra ở trong cái mặt nước, ánh trăng nó hiện ra rõ ràng. Muốn soi trăng huệ là sống tâm phải bình. Đó, cái sống tâm phải bình thì ánh trăng trí huệ nó mới hiện ra ở trong cái mặt nước. Còn bây giờ mình muốn được lặng tâm, ta hiểu rõ những cái lẽ quyền di trong trời đất đó, thì nghĩa là mình phải tu luyện làm sao để cho lặng tâm thì mới tỏ đường ở đạo màu. Sở dĩ mình, Đức Thầy biết chân tri, Đức Thầy biết mọi việc, tâm linh mắt tánh xem ba cõi tánh hiển, tai thần lắm bốn phan, đó là bởi vì Đức Thầy đã lặng tâm.
Cho nên Đức Thầy mới tỏ ngộ đạo màu, mới giải thích cho mình biết. Còn mình chưa được lặng tâm cho nên mình không hiểu. Cái tâm mình nó rối bời. Đó, thì quý vị có theo dõi cái tâm thì quý vị thấy. Đó, quý vị bây giờ quý vị ngồi xuống quý vị niệm Phật. Thì quý vị thấy rõ cái tâm mình lắm. Chứ bình thường mình không thấy cái tâm đâu. Nhưng mà khi ngồi niệm Phật rồi, rồi mới thấy nó tán loạn. Nó xẹt qua xẹt lại, nhớ cái này, nhớ cái kia, nhớ cái nọ. Đủ thứ trơn. Ngồi niệm Phật thì ai cũng niệm, nhất tâm không sao xuyến ít người. Cái trời Phật thì một niệm, còn 10 niệm ma. Các việc xấu nhớ ra trước nhất, kế tay chân buồn bực mỏi mê, rồi ma buồn ngủ chạy về. Phật quên niệm đến, khói mê phủ vào, không cần hỏi ông nào cũng biết. Niệm thế bao giờ Phật chứng cho, khác nào nồi gạo mới vo bắt lên nhấc xuống bao giờ chứng cơm. Mục đích việc sớm hôm niệm Phật là để cho chấm dứt niệm tà, chỉ còn một niệm Di Đà để nhờ Phật rước sang qua liên đài. Có thật cảm Phật ngài mới ứng, niệm lơ là Phật chứng vào đâu, với người đã rớt sống sâu không cần kêu cứu ai hầu cứu cho. Niệm Phật chẳng béo no chi Phật, Phật cũng không mong nhắc đến tên. Chúng sanh muốn Phật dứt lên cho nên mới tưởng niệm tên Phật ngài. Phật nguyện độ muôn loài thoát khổ, nên khi nghe ai có lời xin Phật thêm động tánh bi tình, như là mẹ thấy con mình lầm tay. Mẹ nhất định không sai lời nguyện, nhưng chúng sanh phải niệm chí thành, chỉ là một niệm trọn lành cũng là được Phật thân hành đến nơi. Đó, bây giờ hiểu rõ. Như vậy thì mình muốn lặng tâm tỏ ngộ đạo màu đó, thì mình ngồi mình niệm Phật hoặc là ngồi mình quán tưởng, thì tự nhiên là mình mới là tỏ ngộ được cái đạo màu. Còn nếu mà mình không có lặng tâm được, niệm Phật mà không chí thành chí thiết, thì Phật cũng không có rước mình được về Tây Phương, không có được nhất tâm bất loạn để cho mình hiểu rõ cái lẽ quyền vi trong trời đất. Thành ra vạn pháp từ tâm mà ra. Con người mình sinh ra có thân rồi thì nó có cái tâm. Mà tâm mình nó có hai cái, tâm động và cái tâm tĩnh, tâm tà và tâm chánh, tâm ác và tâm thiện. Đó. Mà nếu mình chạy theo cái tâm tà, tâm ác thì con người mình là phàm phu, mình phải luân chuyển ở trong tam đồ khổ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Còn nếu mình biết tu tâm sửa tánh để cái tâm mình trở thành hiền lương đức hạnh, tâm mình nó phẳng lặng, nó thanh nhàn, nó nhẹ nhẹ nhàng, trong tâm thường được thảnh thơi, tuy có trong cõi tục mà đời thần tiên. Đó. Thì nếu mình lặng tâm thần tìm tỏ một được một, cho nên người ta mới bỏ nhà cửa vô rừng sâu núi thẳm, ở trong hang trong động, để cho người ta được nhờ mượn cái cảnh, mượn cái tịnh để làm thanh tịnh, để nhờ có cái cảnh thanh tịnh đó đây mà làm được thanh tịnh mới tỏ ngộ đạo màu. Còn nếu mình ở chợ, ở búa, ở chỗ rần rộ người ta thì cái tâm mình nó khó lặng lắm, bởi vì nó đối cảnh. Cho nên cái người tu mà quyết chí tu tâm á thì người ta thích cái chỗ vắng lặng để cho người ta sửa cái tâm. Còn cái người đời thì họ chạy chỗ lăng xăng lộn xộn lao sao thì cái tâm loạn động. Cái tâm loạn động thì cái tâm nó hời hợt, giống như cái mặt nước mà nó lao chao hoài thì không có thấy cái gì hết trơn trời. Còn mặt nước nó phẳng lặng thì tự nhiên cái cảnh nó hiện ra. Cũng như gương mà lao hết bụi thì cái gương nó sáng. Còn cái gương mà đầy giấy bụi, giống như cái tâm mình nó lộn xộn đó, đầy giấy bụi trơn không thấy gì hết, mà bụi lao chùi hết rồi thì tự nhiên cái gương nó sáng. Cái tâm của chúng ta mà khi nó định rồi thì chúng ta mới tỏ ngộ đạo màu đó. Thì bây giờ mình dùng cái phương pháp tu tâm thì Đức Thầy dạy cuốn Giác Mê Tâm Kệ đó. Giác Mê Tâm Kệ là cuốn pháp tu tâm, là cuốn thứ sáu, là cuốn thứ tư rồi nè. Nó là sáu căn đừng nhiễm sáu trần, thì lục căn thanh tịnh hiện thiên chân, sáu đường ấy ở trong tâm ấy ta mau mau dứt nó cho rồi. Nếu tỉnh tâm nào có mấy hồi mượn trí đạo đuổi ra khỏi xác, dứt được nó ấy là giải thoát. Bao xin mình dĩ mình động tâm là bởi vì sáu căn mình nó nhiễm với sáu trần, mới sinh ra sáu ý thức phân biệt nó loạn động. Mình trách nó là tâm chứ thật sự nó do sáu căn nó nhiễm sáu trần mà nó sinh ra sáu cái thức này, nó mới che mờ cái Phật tánh của mình. Còn nếu mà sáu căn mình nó thấy cảnh với những mắt thấy cảnh, mình không có động, tai nghe âm thanh cũng khỏi, ngửi mùi mà mình cũng có không ưa không có mến, thân nghe xúc chạm mình cũng vẫn phẳng lặng đó, thì cái tâm mình lúc nào nó cũng thanh tịnh như vậy, thì tự nhiên cái sự sáng suốt nó lộ ra trong con người của mình. Cho nên gọi là lục căn thanh tịnh hiện thiên chân là ở chỗ đó. Do đó mà cái phương pháp bát chánh đạo cũng vậy, đó là Đức Thầy dạy cũng trong cuốn Giác Mê Tâm Kệ nè. Từ cái chánh kiến, chánh tư duy, chánh tinh tấn, chánh mạng, chánh nghiệp, chánh niệm, rồi đi tới chánh định.
Một chánh định thật là rất khó, giữ tấm lòng bất động như như. Đó lúc đó chúng ta lặng tâm, cho hồn linh yên lặng cư thì mới được quần nguyên phản bổn, lúc đó là ta tỏ ngộ được cái đầu màu. Bởi vì quần nguyên phản bổn rồi thì muôn cảnh vật, muôn cái điều sâu xa trong trời đất nó hiện ra trong tâm chúng ta hết. Chúng ta biết hết tất cả mọi cái. Trong khi đó những người khác không biết, là bởi vì họ bị động tâm, cho nên họ không có hiểu được. Còn chúng ta tu được cái pháp bất chánh đạo, đi cái chỗ chánh định rồi, chúng ta được lặng tâm rồi, định tâm được rồi, thì chúng ta tỏ ngộ đạo màu, chúng ta mới hiểu được cái lẽ quyền di của trời đất, chúng ta mới ra khỏi sanh tử luân hồi. Thì như vậy là trên thế gian này mình với Phật khác nhau cái chỗ là động tâm với loạn tâm. Phật cái là định tâm, cho nên Phật sáng suốt, Phật đắc đạo. Còn mình loạn tâm, cho nên mình ngu mê, cho nên mình nó chìm đắm trong cái sanh tử luân hồi. Nó khác nhau cái chỗ là loạn và động mà thôi. Đó. Nếu mình không tu thì cái tâm nó loạn hoài, nó không bao giờ nó định được. Cũng như là nước mà nó cứ nổi sóng hoài, nó không có yên. Nó phải nước nó yên lặng thì nó mới lóng trong. Lóng trong thì nước nó mới sáng, mới sạch. Còn nước mà nó cứ dòng động hoài thì cái nước nó đục hoài, nó không trong được. Đây đây là công pháp tu tâm mà quý đồng đạo phải hiểu cái chỗ gọi tu tâm, gọi là tu thiền. Bởi vì thường thường mình mới đọc sách gọi là tu thiền, mình không hiểu nó tu thiền không biết là tu cái gì, bởi vì nó có nhiều cái phương pháp tu thiền. Mà chữ thiền này là thiền na, là chữ phản, người Ấn Độ gọi là tu thiền để sửa cái tâm của họ không còn tham sân si nữa đó. Còn mình Việt Nam mình gọi là tu tâm, chứ nói mình là tu thiền đó là mấy cái danh từ, đó là cái từ của người Ấn Độ. Mình thì gọi là tu tâm để mình sửa cái tâm tham sân si của mình. Đó, tham sân si chớ để trong lòng. Tham sân si Phật gọi là tam độc, là ba cái độc hại ở trong lòng của mình gọi là tham sân si. Thì tu thiền tức là sửa tâm tham sân si để cho nó dứt tham sân si. Còn mình tu tâm tức là mình diệt trừ cái tham sân si. Nó hai cái từ nó khác nhau nhưng mà nó đồng một ý nghĩa là tu sửa cái tâm. Hay mà con người tu mà tu tới cái thiền hay là tu tâm đó là cái tu cao nhất, là bởi vì cái tâm nó là điều khiển môn pháp, nó quan trọng nhất. Chứ mình làm phước cái gì có tiền, mình làm phước cái đó dễ quá, cái ăn chay niệm Phật cũng dễ quá. Sửa cái tâm mới là khó, là cái tâm tham, tâm sân, tâm mê si, ba cái này rất là khó sửa. Mà sửa được rồi đó thì nghe là mình lặng tâm thì mình tỏ ngộ đạo màu là ở chỗ đó. Cho nên ai mà đi cái tu tâm được là tu rất là cao. Mà mình phải có cái giới, bởi vì mình có giữ cái giới được rồi cái tâm mình nó mới yên lặng. Còn nếu mà cái giới mình giữ chưa được rồi đó, mình còn sát sanh, còn đạo tặc, còn tà dâm quá, thì như vậy là làm cái tâm mình nó đậm hoài. Cho nên cái người tu tâm đó là cái người tu cái giới nó phải cho nghiêm minh. Thành ra đạo Phật mới chia làm hai hạng, xuất gia và tại gia. Càng xuất gia đó là cái giữ giới rất là chặt chẽ, tỳ kheo và tỳ kheo ni, thì nhờ giữ giới vậy họ mới mau thành đạo. Còn mình tại gia thì người tại gia này đã nặng nợ non sông tổ quốc với gia đình bè bạn, cho nên cái danh lợi tình mình nó còn nặng, cho nên cái tâm của mình nó khó mà sửa cho nó lặng tâm, cho nên nó phải chậm hơn cái người mà xuất gia. Còn nói theo lý đó, thì ai định tâm được thì người đó thành Phật, không cần xuất gia hay là tại gia. Bởi vì là người xuất gia cũng có tâm, mà người tại gia cũng có tâm, mà ai dẫn tâm được thì người đó thành Phật. Nhưng nói về sự thì khi mình ở cái chỗ vắng vẻ, mình tu cái tâm nó dễ hơn là ở cái chỗ là đông đảo người ta. Mình không có gia đình, mình tu cái tâm mình nó dễ hơn là có vợ, có chồng, có con, có cái. Thì cái tâm mình nó loạn, nó lộng, vọng động, bởi vì cái cảnh trần quá nhiều, dám vợ tình mà làm cho cái tâm mình nó động. Còn cái người ta không có chạy theo danh lợi tình đó, thì cái gì cái sự người ta giữ được vậy, cho nên người ta mới mau đó. Cũng như nói là đi đường xa mà mình gánh nặng quá, làm sao bằng cái người ta không có gánh nặng đó. Người ta đi nhẹ nhàng, người ta rảnh ra rang thì nghĩa là người ta đi rất là nhanh. Còn mình là quẩy cái đồ đạc đủ thứ đó, thì như là nó nặng hơn đó. Chứ còn nói về lý đó, thì dầu anh gánh nặng hay là gánh nhẹ thì không biết, mà anh định tâm được là anh thành Phật. Đó. Còn nhưng mà nói theo sự thì vậy, cho nên thầy mới nhấn mạnh trong đạo mà thầy nói rõ đó, đạo Phật từ xưa đến nay luôn luôn chia làm hai hạng người, một là xuất gia, hai là tại gia ở chỗ đó.
chứ chúng ta đừng có chấp mà nói ôi tôi tại gia tôi cũng thành Phật, tôi đồng ý rồi, nhưng mà tại gia muốn tu thành Phật nó phải khó hơn cái người xuất gia. Cái người không có phương tiện muốn tu thành Phật nó khó hơn cái người có phương tiện, nó như vậy thôi. Ok ha, đó là xin đóng góp. À, mấy câu này là mấy câu nó nói về rất là cao siêu ở trong Phật pháp chứ không phải là cầu thường. Muốn hành được mấy câu này là mình phải có cái công phu dữ lắm, phải có một đời sống đặc biệt thì mình hành mới nổi. Chứ tu mà nhiều khi mình tu lâu mà mình không có tỏ ngộ đạo màu được là bởi vì cái tâm mình nó còn động, cho nên nó mới mới như vậy. Còn nếu mình lặng tâm được rồi thì nhất định là mình sẽ đạt được phát huệ. Cho mình tin được thì phát huệ là ở chỗ đó. Nam mô A Di Đà Phật.